Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm môi trường cho cảnh này. Các bạn nhấn phím PZ trên bàn phím để thoát khỏi vùng nhìn. Các bạn chọn về đối tượng này, vẽ tấm plan và kích hoạt AutoVis. Chúng ta vẽ bám lên phần tường này. Và dùng lệnh di chuyển đối tượng qua đây. Đây các bạn nhấn C trên bàn phím và kéo sao cho đối tượng này nó che cửa sổ này là xong. Ok. Và đặt luôn tên cho đối tượng này là môi trường. Enter. Các bạn nhấn M lên. Tôi sẽ copy bức tranh này xuống. Nhấp nút vào tấm bitmap này. Chọn vật liệu môi trường. Ở đây tôi chọn thành phố màu xanh này. Open lên. Hiển thị nó lên. Chọn và gắn trực tiếp tấm plane ra. Các bạn thấy nó bị dạng, chúng ta sẽ dùng lệnh UV kép map. Chọn từ trên xuống dưới, bóc hoặc lên. Sau khi chọn xong, các bạn nhấn phím số 1 hoặc bấm vào đây. Dùng lệnh di chuyển. Có thể kéo để chỉnh các vị trí lên trên hoặc xuống dưới. Hoặc các bạn có thể dùng lệnh scale, thu nhỏ lại. Để nó xa ra. Ví dụ tôi để thế này. Dùng lệnh di chuyển. Giả sử như tôi đồng ý môi trường này, có thể kéo lên kéo xuống cũng được. Tôi đồng ý môi trường này, tôi sẽ để yên. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhấn Shift Q test lại. Tôi thấy môi trường thì ổn, nhưng bóng đổ dường như chúng ta bị thiếu do tấm plain bên ngoài nó che. Các bạn khắc phục hiện tượng bóng đổ như sau. Tạm thời tắt đi. Nhấn PZ. Các bạn có thể chọn Resolution qua Modify, chọn Explore. Tức là nó sẽ bao gồm và loại trừ. Ở đây tôi chọn Explore, tức là chúng ta sẽ loại trừ đối tượng nào đó. Tôi nhấn M trên bàn phím và chọn đến tấm hình môi trường của chúng ta. Bạn nhấn nút vào, có thể kéo xuống. Nhấn nút vào nó hoặc là bấm qua đây. Mặt trời sẽ không chiếu sáng vào môi trường, tức là tấm plane chúng ta vừa vẽ là. Tôi ok đóng lại. Nhấn C trên bàn phím và render test lại xem bóng đổ đã có chưa. Tôi khoanh vùng. Và render tiếp. Tôi thấy cảnh chúng ta vẫn còn và bóng đổ đã vào rồi, hoàn toàn hợp lý. Tôi ẩn đối tượng này đi, bấm test lại toàn bộ lần cuối. Chúng ta thấy rằng bóng còn khá cứng, các bạn nên chọn về Validation. Ở đây có một cái thông số chúng ta sẽ làm bóng mềm hơn bằng cách các bạn cho phần size multiplier này tôi tăng lên 5 và khoanh vùng bóng đổ và đen lại. Có thể tôi khoanh vùng trên phần này. Các bạn chú ý bóng này đang rất cứng, tôi khoanh vùng và đen tiếp. Các bạn thấy rằng bóng của chúng ta mềm hơn rất nhiều rồi. Các bạn thấy rõ không nào? Nhưng nếu mà ý kỹ, các bạn thấy rằng chi tiết gần như mất hết. Ta tăng 3 thôi. Có thể tôi sẽ khoanh vùng này. Và render tiếp. Sau khi test xong, tôi thấy tương đối ổn rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn Validation. Bóng nó đổ dài hơn thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tôi chọn đèn Validation. Các bạn nhấn tổ hợp phím Alt Plus và Cap. Tôi sẽ hạ thấp cái đèn này xuống. Ví dụ như thế này, tôi nhấn Shift Q lần lại. Tôi thấy bóng ở đây tương đối ổn, nhưng ở đây thì đã bị mất rồi. Tôi phải dịch vị cái đèn mặt trời một chút xíu nữa, chuyển nó qua đây và cao chút nữa. Tôi test lại. Rồi, ok. Tiếp theo tôi khoanh vùng và kiểm tra vùng này. Đã có bóng rồi các bạn. Vậy là đã hoàn toàn hợp lý. Chúng ta sẽ test tổng thể lần cuối trước khi xuất hình để xem cần cân chỉnh ánh sáng gì hay không. Các bạn không nên lo lắng cái hiện tượng này. Nó sẽ không còn khi chúng ta thiết lập ánh sáng thông số cao hơn thì mọi đối tượng nó sẽ bị khử hoàn toàn. Đã xong. Vậy ở video này tôi cùng các bạn đã hoàn thành test ánh sáng làm vật liệu nội thất và đặt môi trường. Bước cuối cùng các bạn hãy cùng nhau thiết lập thông số F10 kết xuất hình là xong thôi. Chúc các bạn thành công.